Chị em kính chào cô chú anh chị nha. Hôm nay thì sáng ngày 30 tháng 10 thì thời tiết đã hết mưa, các sư bắt đầu đi thả thực cho cô chú anh chị. Đây, sư Minh Dược đây đang đi thả thực nè, để em chạy theo sau em quay cho cô chú anh chị xem nha. Sư Minh Dược tiếp tục thả thực ở quán cà phê cho cô chú anh chị. Thì hôm nay thì các sư thả thực ở dưới phố nha. Sư Tịch Quang đi phía xa kia. Nay thì có sư Tịch Quang, sư Minh Dược và sư Thanh Tịnh ở cái tướng điện. Tiếp Gia Lai giờ bắt đầu có nắng rồi nha cô chú anh chị, nhưng mà sáng thì vẫn lạnh. Thank you.
Bác Sương mới đi không ạ? À, Bác Sương mới đi không ạ? Mới đi. Dạ. Xanh thì hoàn hảo mà lạnh quá, hạ dạng mỗi. Nhưng mà cũng êm mà sáng nay. Dạ, nãy hồi nãy hơi nắng. Sáng lạnh quá mà, lạnh nhưng mà hên nó không có mưa. Xe con này đường kia sao không biết. Dạ, quá có duyên luôn á. Chị Phật tử Đại Chúng Duyên Các Sư. Cô chú anh chị, nhưng là hơi ồn nên cô chú anh chị thông cảm. Buổi sáng nữa đi xe dừng ngoài đường rất đông để ăn sáng và uống cà phê đó. Sơn Minh Dược đó chị, là Sơn Minh Dược. Dạ. Dạ. Sư Minh Dược, sư Tịch Quang. Ô thế hả? Dạ, với lại sư Thanh Tịnh. Dạ vâng, dạ vâng sư phụ. Sẵn trong nhà nên trong nhà chạy đi qua mua một ít đồ chay cúng cho sư. Hôm nay thời tiết như vậy thì chú chị, trời thì vẫn mù nhưng mà sáng nay là nó cũng có ánh nắng sơ sơ nữa của chú chị. Hồi tối thì vẫn mưa, đường thì còn ướt, đường thì còn ướt. Hiện ở sáng nay thì cũng tạm nên các sư đi thọ thực được. Thank you.
xuống được. Khi mình vừa có loại sự thanh tịnh thì là khắc thật đủ. Dữ luôn mà theo các sư rất hiền mà cô chú được à. Quấn quạt rất hiền luôn.
ra chắc hết hết đường nữa chứ. Sẽ tiếp tục vô một căn nhà ở dưới hẻm sâu để khắc thực. Nhìn có mùi cơm chay thôi hả? Rồi. Dạ, mình cứ ấy thôi, cho con mượn cái chỗ ngồi phạm thực. Ngồi hả? Dạ. Ngồi dắt vô chân mình ngồi để mưa, dắt xe ngoài, ngồi trong trời này. Ngồi mưa á, đang ăn nó mưa hết. Dạ. Hay là nó bị sao rồi ta? Bị sao nó phải không mưa? Dạ, ở ngoài. Ở ngoài, ở ngoài, không có trong nhà. Đi lên bên bình thường không cơ? Thời tiết Gia Lai bây giờ, cái nắng hanh hanh này nè cô chú anh chị. Thì các sư đi thọ thực xong hết rồi, cũng đã đủ. Thì các sư đang thọ thực ở phía trong nhà kia, thì em không tiện quay nha cô chú anh chị. Thì hôm nay thì khi mà trời nắng thì các sư đi thọ thực bộ hành vẫn bình thường nha cô chú anh chị. Em sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Rồi bây giờ em xin tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị những video lần sau nha.